Đấy. Đi học nghề đấy. Đi đi gọn vào để có đông công còn làm. Đi đi học nghề. Học 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 gọi là học chú Mạnh. Đi chặt phá. Cây to như này tí nữa chặt xong là phát cụt ngủn. Bắt buộc phải thế này. Không là thứ nhất là bê ra không bê được. Bê ra không bê được xong rồi mà bây giờ có cái máy này là có tiện đấy. Nhưng mà mình không chuyên cho mình cầm cái máy này cũng ghê lắm. Bảo bọn trẻ con là cố gắng học nghề đi, không là mai sau rồi ở làng mình là thất truyền. Ở làng mình là toàn cây đền bù. Đánh đấy, 4 thợ. Hôm nay là còn buổi chiều hôm nay 40 cây là đủ 100 cây à? À cây này cưa vào nó hết này. Bắt đầu ngắm lại, ngắm xem cưa chỗ nào đấy. Ngắm xem cưa chỗ nào. Rẻ nhỉ, hơn 100.000. À tí mất công bê, công xếp xe các thứ. Nhãn mới khủng khiếp chứ. May mà còn cưa cụt lại đấy. Cây to cưa hết mà. Cưa thứ nhất là để tiết kiệm cái cước vận chuyển. Tí là các ông ấy bê ra bê vào thì nó nhẹ nhàng. Chứ để nguyên như thế này, ông cánh này thì bê kiểu gì. Mà con này mà nếu mà bình thường không cưa là dùng cẩu. Mấy cái thứ hai là các bạn phải trồng những cái cây như thế này thì mới sống được. Xong rồi về trồng 1-2 năm thì nó được cái tán như thế này. Chứ còn để nguyên như này thì làm sao mà cây nó sống được, nó chết. Đấy, các bạn phải hiểu như thế. Ban đầu thì trông nó phí như thế nhưng mà phải thế. Với cả cái thứ hai là những cây này nó không có giá trị. Đấy. Thì phải cưa như này thì mới vác ra được. Xong rồi tí nó xếp dẻo, ôi nó cưa mẹ nó cả cái cành này này. Ui dồi ôi. Ui. Đấy. May mà bây giờ còn cái có cái máy kia đấy. Mà không thì mang dao dựa đi phát thì phí nhỉ. Mà một cây to như thế cắt đi còn mỗi phần xác. Đây, con này cũng to phết đây này nhưng mà cưa hết. Đây. Con này như kiểu là bưởi hạt. Con nùi nùi xa chúi ra. Đấy, đi như con thằng gì đây này, nó đi bên này này. Thì có phải là nó đỡ nguy hiểm không? Nguyên Khang, đi vòng ra đây, đi theo như thằng gì mới bố đây này. Chỉ xem chú ấy cắt thôi. Đi vào đấy làm gì? Đấy, đấy là nhiều câu hỏi của các bạn ấy là không biết. Các bạn đã bảo là sao cây to như này lại cắt hết đi. Thì thứ nhất là cắt như thế này thì mới vận chuyển ra kia. Tại vì cái giá thành nó quá rẻ. Mẹ hơn 100.000 bây giờ mà để nguyên cái tay tán như thế này thì nói thật ra là bê không bê được. Vận chuyển làm sao được. Cái thứ hai là cái người mua ấy, người ta cũng sốt cái cước vận chuyển ấy. Nhưng mà mình nhìn một cây to như này, nó tí cắt cụt ngủn đi. Mình cũng sốt nhưng mà buộc phải thế. Này ngã xuống đấy này. Như nông dân luôn này. Cái hồng xiêm này cũng phí nhỉ. Xiêm đang bao quả. Này con này cũng. Ê. Ơi. Ít gì? Ít gì? À ít nước à, nước bẩn nhưng mà nước này để tưới cây ấy. Không phải nước nghịch đâu. Ngứa hết tay đấy. Ít đã, đây toàn ốc này này. Đi cho bọn trẻ con này về đã, xong rồi ra rồi thì tác nghiệp sau. Không về trả lời khách đã. Cho bọn trẻ con. Cháu xin nó về đây, cho bọn trẻ con nó về cho đỡ nắng. Đi, thằng này nó lại thích nghịch cát cơ chứ. Nó nóng. Đấy, hầu xiêm đấy. Mấy bưởi. Đây,
Bà con ở đây có bao giờ xem livestream với cả xem TikTok mấy Facebook đâu. Làm còn không hết việc. Mỗi tội là thu nhập nó không được cao. Ở trên kia thu nhập của một người là 600.000. Mà đánh nhẹ nhàng hơn hơn bọn này nhiều. Toàn cây hồng mấy cây mẫu đơn bé bé. Mẹ tí nữa bọn này nãy to. Nhưng mà chết rồi, dám phải cứt rồi. Dám phải cứt là có thật. Đi mang dép ra ngoài này rồi rửa. Dám phải cứt là có thật rồi. kỳ thị ấy à. Đây này bao tải cứt đây này. Nào đây nào, đi nhìn này. Dẫm vào cứt là có thật rồi. Đây đơn giản đó, là gì có bò húc mấy các thứ gì đâu. Có ba số ba xiếc gì đâu. Chạy rửa chân cho anh đó. Mẹ mày bác cũng cứt đây này. Nào ra đây. Dẫm phải cứt là có thật rồi. Nào đi xuống đây. Ui. Quấy. Đạp. Dẫm phải cứt là có thật rồi. Nào không nhanh lên trôi mất dép bây giờ này. Cái chân kia nữa. Kiểu lông nghiệp ấy. Thế người ta phải để những cái bao tải phân này này. Để cho tự hoại. Quả những con xe này. Ôi dồi ôi, các ông ấy để xe thì kia ra làm sao. Xong chưa? Sạch chưa? Về nhà rửa lại. Khuấy mạnh vào. Ôi mẹ anh rửa xong rồi em đái. Ra ngoài kia. Trước mặt anh thì rửa chân em này đái trước mặt anh. Anh mới em. Ôi thế thì cút. Thằng này nó cứ lập các cái nick ấy này. Để nó vào nó chửi bố ấy. Kệ nó à. Ơi. Vứt sang bên kia kìa. Để anh rửa xong đã khuấy mạnh lên rồi. Cho nó sạch. Những thằng mà nó phải kịch liệt. Tôi phải. Đấy thằng cháu ấy là nó học lớp 8 hay lớp 9 này. Học lớp 8, lớp 9 xong rồi ngày xưa thì cứ chú cháu, bây giờ cứ cả một năm trời nó cứ vào nó đả kích. Thằng ấy là thằng ngày xưa nó gọi mình là chú đấy. Là từ từ để bố quay xe ra đã nào, trèo lên làm gì. Ôi mày mang hồng xiêm mày làm gì nào nắm thế. Ai ăn hồng xiêm đâu mà mày vứt ở đấy làm gì. Con ăn gì ra ngoài kia rồi mua. tiếc quả hồng xiêm. Ăn gì, mày ăn gì. Chỉ có ném nhau thôi. Tại vì nó bé này. Ừ. Quả này cũng múp móp 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 này. Ra để bác quay xe. Ra để bố quay xe. Bắn vào đầu bác con ơi. Ôi tạm biệt mọi người ở video này nhá. Dép thằng kia vẫn còn cứt.